Dream, chết là money machine. Đi vô nhà bao với cả team, luôn luôn phải chết như là phim. Harry một tiếng đấm cửa Exodia, sao lại không? Xin chào các bạn, đây series trên cờ với nắng. Ở bản cập nhật 13.15 này thì chắc là các bạn cũng không có xa lạ gì với những bãi rác, với những đội hình carry bằng tướng một tiền nữa. Và video này nhân vật mà mình muốn nhắc đến là cặp Samira và Cassiopeia đến từ tộc Noxus. Hai con tướng một tiền này đã được sửa lại một chút về kỹ năng, nói đúng hơn là nó được boost IQ cho khôn lên, cộng với việc Swain cũng được boost nhẹ nữa. Thì xin là chấp cảm với cái thằng Exodia luôn. Các bạn không tin á, thì đi vào game để mình chứng minh cho bạn thấy nhé. Khu chợ Surima là vùng đất được chọn để khởi đầu cho game đấu này. Và vũ trụ gửi tín hiệu cho mình ngay ở ra quái đầu tiên bằng một con Cassiopeia và sau đấy là thêm hai con Samira nữa trong cửa hàng. Mình kết thúc 3 ra quái với 3 mảnh đồ, 2 Samira và 2 Cass. Đồ thì mình không phải bận tâm lắm vì mình quất luôn lên rừng TF để bớt một phần lo lắng về đồ xấu hay là đồ đẹp rồi. Lúc đấy hay đấy. Tất nhiên là mình sẽ chọn trang bị Pandora trong 3 cái lõi vàng này để vẽ đồ. Còn đồ gì tí nữa các bạn sẽ biết ngay. Ui giời ơi, 3 con Samira xuất hiện một lúc trong cửa hàng để mình không thể tơ tưởng ra bất kỳ một cái bài nào khác. Công nghiến tuyết này mà không chơi thì tối ngủ mơ Samira cầm súng lục bắn nó sáng kiếp khác luôn. Giáp lửa rơi ra từ lõi thì mình cho Erase cầm luôn để đép. Bài này thì các bạn có thể đánh như sách giáo khoa là đánh chỗ thua để tích thật là nhiều tiền, rồi slow roll ở 5 hoặc là hyper roll ở 4 tùy lobby nha. Còn không thì đánh chỗ thắng được thì càng tốt, bởi vì là Noxus đầu game cũng khá là mạnh mà. Mình thì chắc là đánh chỗ thua rồi đấy. Nhà đầu tiên hư không áp đảo về số lượng luôn và mình thua 2 chết. Tiếp tục là một nhà hư không và mình tiếp tục thua, nhưng mà lần này là thua 3 chết. 2.3 thì mình lên 4 rồi nên là cho được thêm 3 Noxus vào sân. Irelia cũng lên 2 nữa. Mà nhà mình gặp round này là hai đấu sĩ kẹp hai hiệu triệu nhân. Cassiopeia 1 sao đi kia cầm đồ thì không carry được. Và mình thì cũng nhiều 2 sao nữa nên là không thể giữ được chỗ thua rồi. Nhưng mà 90 máu vẫn được đi chợ sớm. Mình nhặt được một con Velcot cầm một nước mắt và một đai. Đồ chuẩn của Samira là bắt buộc phải có blue và diệt khổng lồ nhé bạn ơi. Samira cần blue là vì năng lượng của nó chỉ có 30 thôi. Mình lắp thêm blue là nó sẽ được giảm 10 mana xuống còn 20. Và khi kết liễu được kẻ địch nó sẽ hồi 10 mana. Vậy là chỉ cần 2 phát bắn nó sẽ tung skill được một lần. Nếu mà tiêu diệt được kẻ địch thì chỉ cần một lần đánh là có thể tung skill rồi. Quá là ngon luôn. Thêm một điểm nữa là Samira không cần nhiều thách đấu chứ các bạn. Còn diệt khổng lồ là để nó hạ gục tanh một cách nhanh nhất vì nội tại của nó có giảm giáp rồi. Món cuối cùng của Samira thì các bạn có thể chọn vô cực hoặc là trùy xuyên phá đều ok nha. Swain tự giác có mặt nên là được bổ sung vào sân luôn. 3 con tướng chủ chốt cần lên 3 đã có nên là mình bán tạm collect đi ở tích 20 tiền. Lắp luôn blue cho Samira và thêm một cái găng nữa. 2.5 mình gặp một nhà level 5 cũng đang đép bằng Noxus. Nhưng mà con cầm đồ lại là Kama. Mặc dù thua thiệt về cấp độ và lõi đánh nhau, nhưng mà với lượng 2 sao đã có và sức chống chịu rất tốt từ Ire thì mình vẫn có chiến thắng. Samira thứ 6 bước một chân vào chuỗi thắng rồi nên là phải check nhà để đảm bảo là mình có chuỗi hẳn luôn. May là gặp một nhà đang eco chỉ có 3 chết trên sân, thế là mình có thêm một đồng từ chiến thắng để chọn 30 tiền. Khởi đầu quá là ok đúng không các bạn? Chưa dừng lại ở đấy đâu. Ok hơn nữa khi mà tiếp tục là 2 Samira xuất hiện ngay ở round người đá. Mình có một cung, một kiếm, một nam châm ma thuật và khá tiền. Làm luôn cái vô cực kiếm cho Samira và thêm một cái mảnh cung nữa để chờ sao được BF là đủ cái giật khổng lồ. Thiếu có một con nên là mình roll vài đồng lẻ thôi. Nhưng mà Samira thứ 9 vẫn chưa xuất hiện. Xếp đại ca nhưng mà hơi nhiều một sao nên là khó để cả chở được mình thắp lên ngọn lửa huy chích đầu tiên. 3.2 xuất hiện các nâng cấp kim cương. Tiếp tế trang bị sẽ được loại trừ vì map này khá là nhiều đồ rồi. Lối đi riêng là đường tắt nhanh nhất để tới cấp 8 ấy. Giãn cách xã hội là lõi đánh nhau tốt nên là mình sẽ giữ lại và roll hai cái lõi kia. Độc dược sĩ sẽ phù hợp với những cái đội hình mà đánh nhanh và nhiều liên tục như là Afe Zeri hơn nên là mình không ưng. Phân vân giữa hai cái còn lại một hồi thì mình quyết định là sẽ để dành cái lõi đánh nhau cho lượt chọn lõi thứ 3. Còn giờ thì mình sẽ lấy vé trúng thưởng để làm content dắt vàng Noxus. Quá là công hiến chưa các bạn? Roll sương sương và mình có Samira 3. Hay lại phong một tí để gặp cái nhà này. Lấy động lực cuối cùng thì hẳn là đồng chí đang đép giữ máu lên 9 để đánh Exodia phải không? Nhưng mà tạm thời là chiến thắng vẫn dành cho Samira 6 cà đam nhé. Rốt sương sương tiếp thì mình bắt được Kata 2, Swain 2 và Clef 2. Kata cứ đứng hàng chờ đã. Như này tạo ổn để đép rồi, mình cứ yên tâm mà slow roll thôi. Với cái tình huống này nếu như mà các bạn có Samira sớm thì hoàn toàn có thể lên 6 để roll Swain 3. Hoặc là lên thẳng 7-8 để kẹp 6 Noxus và các tướng 5 tiền hữu dụng khác như là Rai hay là Hammer. Còn mình thì lấy vé trúng thưởng nên là rất rõ ràng mục đích dắt vàng cả team rồi đấy. Ông này đấm mình ngay round đầu tiên đây đúng không? Lần này thì biết ai đấm ai rồi đấy, biết cả ai chơi thằng 6 luôn. Bạn mình tin rồi. Đi chợ còn hai sự lựa chọn cho mình nên là thôi lấy Swain chứ đồ thì đổi được lo gì. Có mỗi cái BF để lắp diệt cho Samira mà đổi mãi không ra, tức không? Lắp cái thú tượng cho Swain. Slow roll tiếp thì mình có được Warwick 2 và thêm một con cát. Hay quá, mãi roll không chết nhà, bị giết nó cắt chuỗi luôn mới cay. Đúng là nóng máy thì cháy bu di.
360 gặp ngay một dàn đấu sĩ rất trâu chó. Nhưng mà bằng một cách thần kỳ đấy thì Rek'Sai lại đi vào tầm ngắm của Samira và bị nó bắn cho những cái đầu luôn. Vẫn là Samira cân hết với 11k6 đam ở vòng 3.6. Đấy là còn chưa có diệt nhá. Còn bài này quá uy tín chưa các bạn? Cứ slow roll thôi. Cassiopeia thứ 6 và vài con tướng khác như là Darius, Katarina bày sói cho mình khá khá tiền với cả một ít đồ. Tặng luôn blue cho ứng cử viên một tiền sắp lên 3 là Cassiopeia. Có vé roll đúng đã cái tay luôn. Dù mình vẫn giữ được mốc 50 tiền. Dòng thứ 8 rồi. Trong khi mình vẫn đang loay hoay ở level 5 thì ông này đã lên 8. Anh lại còn trâu nữa. Mình chưa update đủ 3 sao, đồ cũng chưa có đủ nên là đam hơi thiếu hụt. Đánh chấp nhận thua cái round này. Chắc game nghe thấy tiếng lòng của mình từ lúc chọn lỗi 2 nên là giờ lỗi 3 cho luôn cái lỗi vàng đánh nhau liên quan đến Noxus. Áp đảo hoàn toàn, không khác gì giúp các tướng Noxus của mình được trang bị thêm súng hải tặc. Mình lấy luôn không cần phải suy nghĩ. Đã vậy lỗi còn rơi ra 2 con tướng. Trong đấy thì có Cassiopeia thứ 9 cho nó lên 3 luôn. Ok rồi, mình áp 6 cho đủ 6 Noxus vào sân. Samira cuối cùng thì cũng có được cái diệt hơi vất vả. Nhưng mà có phải mỗi mình update đâu, đại ca xét giờ cũng dắt vàng, lại còn có thêm 6 dũng sĩ hỗ trợ nữa. Dù sau khi gặp bụng ra thì đàn em tử trận hết rồi. Một mình đại ca xét cũng chấp được cả lò nhà mình luôn. Sợ thật đấm phát nào tới nãi phát đấy. Nhân vật tiếp theo được dắt vàng là Perlet. Và mình giúp ông này có được cơ hội dùng lõi động lực cuối cùng. Chưa thấy tiền mình đi hết rồi đấy, không biết là có cầm cự nổi không. Còn chiến thắng này thì giúp mình giữ lại máu để tiếp tục roll 3 sao. Tầm này cũng có 7 Swain, 2 Darius thì cả 4 Kata rồi. Roll Swain thứ 8, Darius thứ 3 và Kata thứ 5. Con Z cắt chuỗi mình đây chứ đâu, nhận lại hết đi á. Gương mặt được dắt vàng tiếp theo là Swain. Cassiopeia cũng lên 3 sao rồi nên là mình sẽ cho nó đồ để carry cùng với cả Samira nha các bạn. Can trường đồ tệ Gwen carry à. Nhưng mà đam chưa nhiều nên là tạm thời mình vẫn cứ thắng đã nhất. Rao chim cho mình 2 mảnh đồ nên là mình sẽ giữ lời hứa để đấy chờ đồ cho Cassiopeia cầm phụ đam. Lên 7 thêm dũng sĩ thôi, chưa gấp gáp gì hết. Phe hiệu triệu nhân lên 9 rồi chắc là đang xoay bài. Mà đang xoay bài thì bị đấm là chuyện bình thường đúng không các bạn? Cháy rồi. 5.2 thì hư hỏng đã tỏ ra vô cùng yếu đuối khi mà các carry của anh này vẫn toàn 1 sao. Mặc dù đã 8 thách đấu rồi, không làm ăn được cái gì vì dàn Noxus của nhà mình quá trâu. Hiếu hư quá nên là bị phạt cái top 7 thôi. Ơ kìa, cái ông động lực cuối cùng hết động lực rồi à? Lấy cọc số 8 từ bao giờ ấy nhỉ? Lạ thế. Kiếp nạn thứ 82 của mình trước khi đi chợ là gặp Gwen can trường. Nhà họ lên 8 rồi update đội hình nữa. Còn mình thì Nguyễn Y Vân. Gwen không biết là ăn cái gì mà khôn hơn hẳn. Nó liên tục cắt nhưng mà không bị focus vào. Lượng giáp và kháng phép tăng sau khi mà Gwen cắt rất nhiều, làm Samira không thể hạ gục nó bằng vài phát bắn được. Vâng, kiếp nạn này mang tên mất chuỗi. Đi chợ vẫn còn bẩn thần vì bị đấm hơi đau. Mãi mình ngớ ra là phải lấy con Samira cầm ấn Noxus. Xong lại quên bén luôn là về nhà nó sẽ văng ra. Và Pandora đổi mẹ thành ấn khác luôn. Nhưng mà ra ấn đổi tệ thì cũng được, mình xin. Đây rồi, kiếm súng đợi mãi mới chịu ra mà lắp cho Cassiopeia. Còn cái ấn đồ tẻ này thì mình sẽ cho Kata tại vì trông có vẻ là nó sẽ lên 3 chiếc Darius. Sai lầm. Ui, mon giờ kinh đấy, đã update được lượng đam bằng Ari 3 đồ rồi. Xong hiệu triệu nhân còn giúp cho nó ra skill nhanh hơn nữa. Targon cộng thêm với cái lượng hồi phục là quá nhiều. Samira nhà mình bắn đến đâu team bạn hồi đến đấy. Nên là từ 55 máu thì giờ còn 39. Nhưng mà ra sau đấy 5.6 thì trộm vía là máu nó không tụt thêm nữa. Đại ca đi gặp bụng sớm quá, bỏ đàn em ở lại gần như là không có đam để đánh đấm gì sất. Lúc Seth quay lại thì bị team mình hội đồng. Samira dồn đam cộng với cả giảm hồi máu khiến cho Seth không thể làm một mình cân hết. Jerry thấy đại ca chết rồi thì cũng buông súng đầu hàng thôi. Dông ngàn tuổi cho mình thêm khá tiền. Nãy giờ chỉ dám từ từ áp cấp bằng lợi tức thôi. Giờ thì dư giả để lên 8 luôn. Mình lấy cái bàn tay từ dòng ngàn tuổi đựng cho Kata nhưng mà roll một hồi thì Darius lại lên 3 trước. Vậy thì Kata phải nhường cả ấn cho đại tướng phụ đam lên trận rồi. Cắm đầu cắm cổ vào roll không kịp xếp bài. Round này thì mình có bóng nhà hư không. À cái bài 6 hư không này chơi ok đấy các bạn. Sứ giả mới được búp. Nếu mà chơi thì đam sẽ bằng Rek'Sai với Kai'Sa. Các bạn muốn chơi thì comment ở phía bên dưới cho mình biết đi nhá. Quay trở lại combat thì con lợn ba đồ tanh nhà kia đứng ngay trước mặt hai carry nhà mình. Làm mất quá nhiều thời gian của carry team mình nên là mình phải nhận một thất bại. Round tiếp thì mình có chiếc 2 quá ngon luôn, thay vào vị trí của Warwick để kích thêm đồ tệ. Kata giờ mới chịu lên 3 sau khi mà tốn quá nhiều tiền của mình. Hết thương cạn nhớ. Hết cả tiền luôn. 6.2 gặp lại Gwen can trường. Nhưng mà tầm này mình tự tin vờ lờ rồi. Gwen bên đấy trông cũng khác nhỉ. Ý mình khác của nó là cắt ngu hơn. Nó liên tục cắt vào Gwen rồi quay đít về phía Samira, Cass và Darius mà không hề biết. Sơ hở thế chết rồi. Gwen đi. Tiếp đến là Kai'Sa. Nó gắng gượng bắn những cơn mưa Ikathia cuối cùng để cố gắng tìm một chút hy vọng. Nhưng mà mình nói đi.
Trời ơi, bên kia đã phân thắng bại rồi. Top 4, top 5 đã có. Nhà Ari kẹp hiệu triệu nhân kia thì vẫn đang cháy. Nhưng mà để xem là cháy ở đến bao giờ nhé. 6.3 dứt điểm luôn cái nhà xếp đại ca này. Đại ca tuổi gì cân được cái dàn carry rất vàng của mình. Về nhá, bye bye. Hút ra ngoài. Còn hai người thôi. Ở chợ thì con Rai cầm lốc chạy ngay trước mặt mình. Mình hút vội về thay vị trí của Ari. Ari giờ không còn nhiều tác dụng khi mà gặp cái nhà hiệu triệu nhân nữa. Mình cần một chút khống chế từ Rai Surima với những con lốc xoáy. Một sự lựa chọn tuyệt vời đúng không các bạn? Đúng. Ông kia cũng không vừa, nhà đã có một máy chiếu rồi lại còn lấy thêm cái nữa. Mình đã không thể né được máy chiếu rồi, xong rồi lại còn sai lầm để carry ở hàng dưới cho Rai của hắn lốc lên không được chơi game. Đã vậy mình cũng đã sai vị trí của Ari, ông ấy đổi chỗ dây cuối. Quá là đau đớn, mình còn lại 7 máu để bước sang 6.6 round đấu quyết định. Mình xếp hết các tướng lên dàn trên để nhận đam phụ Swain. Đồng thời thì chia sức tấn công của các tướng team địch ra thành nhiều hướng. Round này ông ấy xếp hết dàn tanh sang trái, nên là mình đoán Ari sẽ được xếp cùng bên để tanh trợ sát thương. Vậy thì mình xếp luôn hai carry của mình lên hàng đầu. Còn Rai thì lốc góc như là cách mình dự đoán bên kia xếp bài. Không sai một ly luôn, hồ ly bay lên trời. Tanh mình đấy đứng hết sang bên trái để Cassiopeia và Samira chơi ở bên còn lại. Cặp này rất nhanh hạ gục được mấy con tướng tanh cơ yếu ớt khác. Rai 2 sao nhà họ cũng chỉ kịp ra skill hất tung Rai nhà mình một lần. Còn Rai nhà mình thì tung skill lốc từ trái sang phải. Và người bị lốc cuối cùng là Ari, khiến cho nó vừa chạm đất, chưa kịp tung skill lần 3 đã lại bay lên rồi. Top 1 còn ai xứng đáng hơn mình đây? Bãi rác Samira Cassiopeia một tiền này giờ thấy mọi người spam nhiều lắm. Nhưng mà mình công hiến rôn rắt vàng đấm cả Esodia thế này thì quá là xứng đáng nhận giấy khen pro layer đúng không các bạn? Nếu mà đúng thì like một cái khẳng định đi ạ. Cảm ơn các bạn đã xem video và chúc các bạn spam bãi rác này vui vẻ nhé. Bye bye.